một lời gì tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Xinh tuyệt vời để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Các xin vang lên, xin chào mọi người. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, đón tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Rồi lại thôi, nói ra e ngại, mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp vời. Chiều tím không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, báo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn, ai tìm về mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mình thấy là bạn rất là dễ thương. Mình xin giới thiệu, mình tên là Bích Thủy ạ. Mình công tác ở công an quận Thanh Xuân. Gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Chiều tím không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, báo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim bao giờ cho qua. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào ấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho Thủy. À, hồi xưa giờ Thủy có đi hát nhiều không? Dạ, cũng mỗi khi có dịp bạn bè mời thì mới đi hát, chỉ là hát karaoke bình thường thôi. Năm tới đi thi bolero đi.
Nếu mà Quang Lê quan tâm và Quang Lê ban giám khảo. Có lẽ là năm tới Quang Lê sẽ ngồi phụ, chắc cũng nếu mà chương trình có nhu cầu thì Quang Lê sẽ phụ. Quang Lê có làm hai lần thôi, là Quang Lê làm khách mời trong hai đêm thôi, thì có lẽ năm tới Quang Lê sẽ làm một vài đêm khách mời. Thì rất là hy vọng gặp Thủy trong cuộc thi nhé. Vâng, cảm ơn Quang Lê. Một câu thôi mà khán giả rất là yêu thương đúng không ạ? Tại vì khán giả không ngờ là Thủy hát quá tuyệt vời, mà không có một nốt nào mà chinh hết trơn á, mà nhớ cái bài hát, mà nhớ từng chữ, nhớ từng câu, mà nhớ cả cái câu chót luôn, chia rất đều. Hát nãy giờ mà cứ tưởng như đang đứng với Lệ Quyên không à. Bật mí với Quang Lê là mình là fan của Lệ Quyên và Quang Lê ạ. Hôm trước biểu diễn mùng 8 tháng 3, vợ chồng mình cũng đến xem ở cung hội nghị quốc gia. Vâng. Nếu mà thích Lệ Quyên thì bây giờ đổi là Lệ Thủy đi. Vâng, cảm ơn Quang Lê.